phép trả bài câu pháp cú số 260. Na tì na thi rô sô hô tín dì na sa ba lít tăng si rô. Em để mình coi lại nha quý anh chị. Đúng rồi. Dạ. Trả bài lại ạ. Na tề na thề rồ sô hồ tí về na sa ba li tăng si rồ. Ba ri bác cô qua dô ta sa mô khá chín nô tí vút cho tí. Na tề na thề rồ sô hồ tí về na sa ba li tăng si rồ. Ba ri bác cô qua dô ta sa mô khá chín mô kha chị chín nô tí vút cha tí na tê na thê rô sô hô tí dê na sa ba li tăng si rô ba ri ba cô và vô ta sa mô kha chín nô tí vút cha tí. Không phải là trưởng lão nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Bản dịch của Hòa Thượng Dâu. Na tê na thê rô sô hô tì dê na sa ba li tăng si rô ba ri bác cô và vô ta sa mô kha chín nô ti vô cha tì na tê na thê rô sô hô tì dê na sa ba li tăng si rô ba ri bắc cô qua dô ta xá mô kha chì nô ti vút cha tí. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàng, sư già rộng toét, xứng mang danh này. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em đã trả bài xong, kính mời chị Trần Đào tiếp theo ạ. À. Cảm ơn sư thầy mình. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thượng trọng minh hạnh đại đức pháp tính đại đức lãnh đạo cùng chư tôn đức tăng, kính lễ cô tu nữ Tham Ma Cha Lý, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn sư chị Đặng Đông, sư thầy mình, chị Quang Nguyệt và Kim Nhung cho biết tín hiệu nha rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú số 200 ạ. Na te na te ro so ho ti ya na sa ba li tang si ro ba ri ba kho ba ri pa kho ya cho ta sa mo ga chi no ti ko cha ti na te na te ro so ho ti ye na sa ba li tang si ro bà ri bạch cô và vô tác xá mô cha di nô thì vô cha thì không phải là trưởng lão nếu đâu có bạc đầu người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nà tê na thê rô sô hô tí ye na sa ba li ta si ro ba ri pa ko wa yo ta sa mo ga chi no ti vô cha ti. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàng, sư già rỗng tuếch, xứng mang danh này. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong rồi, xin gửi mic lại cho Kim Nhung ạ. Dạ em cảm ơn chị ạ. Dạ. Dạ con Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, con kính đảnh lễ sư Pháp Tín, con kính đảnh lễ sư Tịnh Đạt, lễ các cô tu nữ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ. Kính cảm ơn các quý vị đã cho con biết tín hiệu nghe rõ ạ. Dạ con xin trả bài câu pháp cú 260 ạ.
Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri bak ko wa yo ta sa mo kha chin no ti buk cha ti. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri bak ko wa yo ta sa mo kha chin no ti buk cha ti. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri pak ko wa yo ta sa mo kha chin no ti buk cha ti. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao, được gọi là lão ngu, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na te na te ro so ho ti ye na sa pa li tang si ro pa ri pak ko wa yo ta sa mo kha chin no ti vung cha ti. Phải đâu trưởng lão sa môn, phải đâu đầu bạc thượng tôn tăng đoàn, tuổi cao trí kém ương gàn, sư già rỗng tuếch xứng mang danh này, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã trả bài xong ạ. Kính cảm ơn Huynh Quát Thân Á đã post bài ạ. Dạ, con xin xuống mic. Thân mời Xu Khá and Đức Khá. Alo. Cảm ơn cô giảng đồng. Cô kinh nghiệm cho con đi kinh nghiệm. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Hòa Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, Đại Đức Thượng Đạt cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Và con xin đọc câu kinh Pháp La Tê La Thê Dô Sô Hồ Tí Dê La Sa Ba Li Tăng Sĩ Dô Dô Quát Dô Tát Sa Mô Gất Chi Nô Tí Vúc Chá Tí. La tê la thê rô sô hô tí dê la sa pa li tăng si rô pa ri bắc cô hoa rô ta sa mô ga chi nô tí vúc cha tí. La tê la thê rô sô hô tí dê la sa pa li tăng si rô pa ri bắc cô hoa rô ta sa mô ga chi nô tí vúc cha tí. Không phải là trưởng lão, nếu cho có bạc đầu, người chỉ tuổi tác cao được gọi là lão ngu, đó là bản dịch của Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong rồi ạ. Dạ con kính mời cô Nhật Huỳnh Nhân Ních ạ. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ sa thú kính cảm ơn Sư Khá, anh Đức Khá. Dạ cảm ơn Trần Đạo cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Sức Rạng Đông. Dạ, Sích Tâm Phương ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Có cầm mic được không? Thì Nhật Quỳnh nhường mic chứ không ấy là Nhật Quỳnh giành mic đó ngang. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Có lẽ là Tâm Phương bận rồi, chứ nếu không là đưa tay rồi. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Dạ, còn 2 phút. Dạ, con xin phép. Con không có kệ kinh. Dạ, và con tri ơn và chào đạo tràng. Xong con có một việc con thông báo với quý ngài và quý vị để được hoan hỷ nha. Còn Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào anh chị Phan Quang Điêm, kính chào mến chào Sích Hoa Nguyệt, kính chào Minh Phù Vân nha. Cảm ơn nha. Và kính chào Âu Sóc Linh và kính chào Gina Vũ. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã cùng chúng con ôn bài Pháp Cú Kinh số 260. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sư Khá, anh Đức Khá, Sích Kim Nhung, Sích Trần Đạo, cô Ái Minh, Sích Sương Mai, Cẩm Vân, Sích Rạng Đông và Huynh Quách Thanh Á đã hoan hỷ lên kệ kinh. Nam Mô Bụt Thà Giá. Và hôm nay đạo tràng chúng ta đúng là phải làm Đại Đức Pháp Tính và Thượng Tọa Tệ Quyền giảng dạy. Nhưng xin báo cùng vị con kính bạch với chư tôn đức và kính thưa đạo tràng,
ngày hôm nay Đại Đức Pháp Tính đi mổ mắt rồi quý vị, và giờ sư đã về, nhưng mà sư rất là mệt, mắt sư thì nhìn vào vào máy, vào chữ không có được lâu, và thấy cũng mỗi giây cũng thấy cũng tốt, nhưng mà do nhà sư mệt quá coi như là cả ngày rồi về tới chùa thì sư nằm nghỉ, sư mới vậy thôi, mà bây giờ thì sư vào đạo tràng và đã thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, con một lần nữa thành kính con thông báo với đạo tràng, dạ, là sư Pháp Tính đã mổ được rồi. Theo chương trình, nếu mà tiểu đường của sư thì phải 2-3 tuần nó mới hạ đường, nhưng mà nhờ sư uống thuốc, nhờ sư khử kiêng nên là nó đã hạ đường, và ngày hôm nay buổi sáng sư đã đi giải phẫu rồi, và bây giờ sư đã ở tại chùa. Dạ, mến chào Như Quang, và con xin thông báo là như vậy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy đã rất là hoan hỷ luôn. Dạ, rất là hoan hỷ, cứ tưởng là dạ, cứ tưởng sư là phải tới mấy tuần mới hạ đường được thì mới đi giải phẫu được, mà giống như có phước của chư tăng cho và phước của sư nữa, nên là trong vòng 2-3 ngày là sư đã hạ được đường rồi, và ngày hôm nay thì sư đã đi giải phẫu được rồi. Nên mà nãy Nhật Quỳnh có điện thoại hỏi thăm sư thì sư cũng nói là lúc mà mới mổ xong thì sư thấy được bàn tay của cái vị đó, nhưng mà do bây giờ nó bịt một bên rồi quý vị, nó bịt một bên mắt rồi chắc Nhật Quỳnh sẽ đưa cái lúc mà sư chưa mổ và lúc mà chưa mổ rồi lên Facebook nhà để một chút nữa. Bây giờ thì Nhật Quỳnh không thể đưa được, Nhật Quỳnh chỉ đưa cái room lên đạo tràng thôi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, vậy nên con xin bạch với ngài và kính thưa đạo tràng để hoan hỷ, và con cũng xin phép để được Pháp Tính con mới dám thông báo. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Trước khi chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt ở Điền Khuyết ngày hôm nay, dạ, cảm ơn huynh Quách Thanh Á cho bài học. Dạ, con rất là mừng, con rất là hoan hỷ. Rồi ngày hôm qua con nghe sư đi mổ mà con thức suốt luôn. Dạ, không có ngủ được. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Dạ, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa Nam Mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiêu khắp ba cõi, ro đường an vui. Phàm thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dị hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy đinh dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chăng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tôi cầu được trí tri vẹn toàn. Nam Mô Bụt Thầy, dạ. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 261. Nhà sư có nghe được âm thanh của con, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư.
Dạ, sa thú lành thai. Trước khi con xuống mít thì con một lần nữa thành kính đảnh lễ tri ân sư rất là nhiều. Dạ, sư đã điều khuyết cho sư pháp tính cũng như sư tự để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Và rất là tri ân sư khi sư nghe đại đức pháp tính mắt nhìn sách không được, sư đã vào điền huyết. Một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ tri ân sư, và Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiếng mạng. Con kính nhân mắt đính sư ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho được biết âm thanh rõ. Dạ, kính lễ Chư Tăng và kính chào toàn thể quý vị trong diễn đàn Kinh Pháp Cú. Thật ra lúc chiều đang dạy học trong lớp, thì Đại Đức Pháp Tính có điện thoại, có thông báo là vừa mới trị bệnh mắt xong và cũng rất là thành công, tốt đẹp. Tình đạt cũng rất là hoan hỷ khi mà một cái vị sư huynh cũng có cái sự gắn bó trong Phật Pháp và có cái tâm để mà truyền bá Phật Pháp. Thì khi mà Đại Đức Pháp Tính nhờ Tịnh Đạt thay thế trong cái buổi học hôm nay, cũng như là Thượng Tọa Tiêu Quyền có công việc không có online được, thì Tịnh Đạt đã nhận lời và cố gắng để mà duy trì cái sinh hoạt ở trên diễn đàn Pháp Cú Kinh. Cũng mong là cái kết quả kết quả phút này có thể mang đến cái sự an lạc, cái sự tiếp nối trong cái việc mà duy trì Phật Pháp, nhất là duy trì được cái diễn đàn tuy là nhỏ bé, không có phải là nơi quần chúng đông đảo, nhưng mà đây tất cả là những cái tấm chân thành để đến Phật Pháp. Thì có đôi lời kính chúc sức khỏe để được Pháp Tính, và kính chúc sức khỏe đến Chư Tăng và quý vị, nhất là đang qua cái mùa mưa, thời tiết đang thay đổi. Và để bắt đầu buổi học mới trong cái buổi sinh hoạt tối hôm nay, thì xin kính thỉnh Chư Tăng và quý vị chúng ta cùng nhau đảnh lễ tam bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ abhivādhemi Akhato bhagavata dhammo dhammaṃ namassāmi Subhatipanno bhagavato savakasangho Sankhaṃ namāmi. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá. Một lần nữa xin kính lễ Chư Tăng và mến chào quý vị. Hôm nay diễn đàn Pháp Cú Kinh, chúng ta sẽ học tiếp cái câu kinh Pháp Cú Kệ Ngôn số 261. Và câu Kệ Ngôn số 261 có nội dung như sau. Yam hi san chan cha tham mô cha Ahimsa sanya mo dhammo sa ve vanta malo thiro thero iti bhavujati. Ai chân thật đúng pháp, bất hại biết chế phục, kẻ trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Sự chân thật, sự đúng đắn,
sự không hãm hại, sự thu thúc, sự tự chế hiện diện ở vị nào, đương nhiên vị ấy có ô nhiễm đã được rũ bỏ, vững chãi, được gọi là vị trưởng lão. Bản dịch của ngài Inda trên đá chánh thân. Và thêm một bản dịch phổ thơ của ngài Giới Đức: vị nào chân lý lên đường, tự chế vô hại, chẳng vương nhiễm gì, sống đời chánh hạnh tuệ tri, sinh trưởng lão, xứng vì sa môn. Và câu kệ ngôn pháp cú số 261 chúng ta sẽ được học tối hôm nay. Đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua về ngữ pháp cũng như là từ vựng ở trong câu kệ ngôn pháp cú này. Câu thứ nhất là dâm hí sanh chanh chá tham mô chá. Dâm hí có nghĩa là ở vị nào. Đại từ giá chia theo định sở cách, có vị nào. Sách chăn chá được hình thành từ sách chăn cộng với chá. Khi mà nít cái hy tá cộng với chá thì nó sẽ đổi thành một cái nguyên âm cuối ở trong quốc gá, trong bộ quốc gá. Sách chân chá là sách chăn cộng chá. Sách chăn là sự chân thật. Chá, quý vị để ý là sách chân chá và thăm mô chá, và có chúng ta có hai chữ chá. Đây là cách viết trong tiếng Bali, có nghĩa là và. Thăm mô là sự đúng đắn. Tham mô chá ahimsa. Tham mô là sự đúng đắn. Ahimsa sanya mô damo. Ahimsa sanya mô damo. Ahimsa là sự không là hãm hại. Sự không hãm hại. Sự không hãm hại. Sanh nhát mô là sự thu thúc. Sự thu thúc. Ở trong tập Bali thì có cái từ giải thích ở đây là chữ săn cộng với yama. Yama tí là sự chế ngự đó. Săn là tự mình. Tự mình chế ngự. Thu thúc mà là tự mình thu thúc. Sự thu thúc. Sanh nhát mô. Tamo là sự tự chế. Sự tự chế. Rồi chúng ta đi qua câu thứ ba là sa we wan ta ma lo thi ro. Sa ở đây thì có nghĩa là vị ấy. Cái từ này thì rất là ít sử dụng. Cái từ xá thường là được chia thành chữ xô. Xô là người ấy, vị ấy, số nhiều là tê, những người ấy, những vị ấy. Nhưng mà trong văn kệ, ở trong pháp cú, nhất là trong pháp cú kinh thì thỉnh thoảng chúng ta sẽ thấy có những cái từ xá dùng giống như là từ xô, vị ấy. V là để nhấn mạnh đương nhiên. Đương nhiên. Quan tá ma lô. Cái từ quan tá ma lô, ma lá là sự cấu quế, quan tá là được thanh lọc, quan tá ma lô là
vị vị có nhiễm được rũ bỏ, có ô nhiễm được rũ bỏ, Guantamalo, vị có ô nhiễm được rũ bỏ. Thiro là vững chãi. Ở đây chúng ta để ý là điều chia theo chủ cách hết á. Xá, Guantamalo, Thiro, vững chãi. Thero là vị trưởng lão. Nhưng đúng ra là Thero, Thero ý tí. Thero iti pavuchati. Thero là vị trưởng lão. Thero iti pavuchati. Thero là vị trưởng lão. Iti là hay là rằng. Được gọi là. Iti là. Pavuchati được gọi. Được rồi. Dạ, như vậy là chúng ta đã điểm sơ qua về ngữ vựng ở trong câu kệ ngôn Pháp Cú số 261. Một lần nữa, câu kệ ngôn số 261 có nội dung như sau. Yam hi san chat chan cha tham mô cha Ahimsa sanya modamo sa ve wanta wanta malo thiro thiro iti bawo jati. Ai chân thật đúng pháp, bất hại, biết chế phục, kẻ trí không cấu uế mới xứng danh trưởng lão. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thì câu kệ ngôn Pháp Cú số 261 chúng ta được học tối hôm nay liên quan đến cái tích truyện duyên sự của Đại Đức Lakuntaka Phatiya. Và câu kệ ngôn Pháp Cú này cũng là câu kệ ngôn Pháp Cú nằm trong nhóm hai câu Pháp Cú kệ ngôn số 260 và 261. Có cùng một duyên sự liên quan đến Đại Đức Lakuntaka Phatiya. Và cái duyên sự của nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú này chúng ta đã được học bài học hôm trước. Và tịnh đài cũng xin nhắc lại cái duyên sự để chúng ta có cái việc gợi nhớ lại dễ dàng hơn. Nhóm câu kệ ngôn Pháp Cú hai câu số 260 và 261 này được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài tự ngự tại chùa Chitawana, chùa Kỳ Viên, đề cập đến Đại Đức Lakuntaka Phatiya. Một hôm nọ khi Đại Đức ấy đến hầu Đức Thế Tôn, Ngài vừa đi ra thì có 30 vị tỳ khưu ở rừng về. Thấy Đại Đức, các tỳ khưu vào đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi xuống. Thấy duyên lành đắc quả A-la-hán của nhóm tăng này, Đức Bổn Sư nêu lên một câu hỏi như vậy: các thầy có gặp vị Đại Đức từ nơi đây vừa đi ra chăng? Bạch Ngài, chúng con không thấy. Các thầy há chẳng thấy ư? Bạch Ngài, chúng con có trông thấy một vị Sa-di. Này các tỳ khưu, đó là một vị Đại Đức, chứ không phải là Sa-di đâu. Bạch Ngài, ông ta còn quá trẻ mà. Này các tỳ khưu, ta không gọi ra, vì lẽ tuổi cao, hạ lớn, vì lẽ được ngồi ở chỗ ngồi của các thượng tọa. Ai thấu triệt tứ diệu đế, không có tâm não hại đại chúng, người ấy mới xứng danh Thera đó thôi.
Nói rồi Ngài thuyết lên câu kệ ngôn 260 và 261. Sau bài pháp thoại ngắn, nhóm tỳ khưu ấy đã chứng quả A-la-hán. Và Tịnh Đạt xin đọc bài thơ dịch giả cẩn đề của Ngài Pháp Minh. Chẳng đợi già nua mới xứng danh, thủ tòa đại đức bậc đàn anh. Già nua ngu dốt nên già rỗng, đầu bạc không sao gọi lão thành. Trẻ nhưng tứ đế hiểu thật rành, vô não không làm hại chúng sanh. Lậu tận Phật khen kêu trưởng lão, niết bàn tu chứng lúc đầu sanh. Và đây là tích truyện duyên sự của nhóm hai câu pháp cú 260 và 261. Ở trong quyển chú giải kinh pháp cú của Ngài Thiền sư Pháp Minh thì thưa quý vị có một số chú thích của những cái từ quan trọng được xem là khó hiểu và ý nghĩa, như là từ sách chân chát. Sách chát là sự chân thật. Ở đây thì được chú giải như sau: nơi người nào đã hiểu rõ 16 lý, đã dùng trí tuệ làm cho thấu rõ 4 chân lý, tức là tứ diệu đế, ắt phải có 9 pháp siêu thế. Và từ thứ hai được đề cập đó là từ Ahimsa. Ahimsa là trạng thái vị nào không làm hại, không bạo động, phải có thiện chứng về tứ vô lượng tâm là từ bi hỷ xả. Từ thứ ba được đề cập đó là từ Sanyamo Namo. Sanyamo Namo, người có sự kiềm chế thu thúc trong giới luật và thu thúc lục căn. Sanyamo Namo là chúng ta dịch là sự thu thúc hay là sự tự chế. Ở đây là thu thúc ở trong giới luật và tự chế ở trong dục trần. Wantamalo, Wantamalo chúng ta dịch là có cái sự ô nhiễm được rũ bỏ hay là thanh lọc. Là vị đã tẩy sạch vết nhơ. Thiro, Thiro là chúng ta dịch là vững chãi. Anh trong đây dịch giải thích là người có đầy đủ nghị lực, quả quyết. Rồi từ cuối cùng đó là từ Thera, và cái từ này được đề cập quan trọng nhất ở trong cái bài pháp mà Đức Phật ngài muốn nói đến các vị tỳ khưu. Thera, người có điều để xứng danh là trưởng lão. Đây là một cái số từ khó và cần được giải thích. Cho nên Ngài Thiền sư Pháp Minh đã chú thích thêm sau các phần duyên sự. Tịnh Đài cũng xin trình bày đến quý vị được rõ. Thì thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta học câu kệ ngôn pháp cú số 261 này có một cái nội dung cũng khá là hay. Bởi vì người Phật tử, nói chung là người học đạo, người có theo tôn giáo, thì thường chúng ta sẽ đến với tôn giáo bằng niềm tin đầu tiên. Và cái niềm tin đối với tôn giáo Phật giáo hay là bất cứ một tôn giáo nào, đó là một cái điều rất là đáng quý. Nhưng đôi khi cái niềm tin đó nó làm cho chúng ta bị kẹt vào đó nếu chúng ta không có tự mình phát triển về đức tin kèm theo trí tuệ, chúng ta không có tự phát triển về cái sự hiểu biết ở trong Phật giáo, chúng ta không có sự phát triển về kinh, về luật, về những cái sự kiện, những cái lịch sử cũng như là những cái bài học,
thì cái đức tin đó nó là sẽ làm cái điểm khó để chúng ta phát triển. Và nhiều khi á, cái đức tin mà không có cái trí tuệ đi kèm, không có cái sự học hỏi đi kèm đó, thì nó sẽ dễ bị lung lay. Một khi cái đức tin đó bị bởi vì cái đức tin nó sẽ tiềm ẩn đến một cái sự nguy hiểm. Mình tin thì mình sẽ tôn trọng, mình tin thì mình sẽ đưa đó, đưa lên cái vị trí cao nhất. Và khi cái vị trí nó không như là mình tin, mình find out ra cái điều đó nó không như là mình mong chờ, thì rõ ràng lúc đó chúng ta sẽ bỏ rất là nhanh. Đối với tôn giáo như Phật giáo, khi mà chúng ta đến với chùa chiền học Phật, thì chúng ta có cái niềm tin Tam Bảo và có cái lòng tin đối với cái người hướng dẫn của chúng ta. Và cái hướng dẫn đó thường là vị trụ trì hay là cái vị có cái thâm niên ở trong giới luật, ở trong trong đạo, tức là những cái vị xuất gia lâu á. Và đương nhiên là trong cái Phật pháp á, thì cần có cái sự thâm niên để mà vừa học hỏi vừa có cái sự kinh nghiệm thực hành. Chắc chắn là những cái vị thâm niên đó cũng ít nhiều, thì chúng ta sẽ có được cái cơ hội để mà học hỏi được cái nhiều điều hay, điều tốt. Nhưng mà chỉ dựa vào nhiêu bấy nhiêu đó thôi thì chúng ta sẽ cũng sẽ không chắc chắn đảm bảo là cái vị thâm niên đó có đầy đủ cái giới đức hoặc là cái kinh nghiệm để mà hướng dẫn. Và khi mà chúng ta đặt niềm tin mãnh liệt mà không có sự suy xét á, thì đôi khi chúng ta sẽ bị hụt hẫng nếu mà chúng ta tìm ra một cái vấn đề nào đó nó không thích hợp cho một cái vị trưởng lão thâm niên. Thì cái bài kinh Câu Pháp Cú số 261 này đang nói về cái điều đó. Và thưa quý vị, là trong bài cái ý nghĩa mà Đức Phật muốn nhắn gửi đến 30 vị tỳ khưu, bởi vì 30 vị này khi mà đi vào ý kiến Đức Phật đó, thì gặp một cái vị tên là Lakuntaka Phatiya, từ hướng Đức Phật, từ cái vị trí Đức Phật đi ra đó, thì cái vị này còn rất là trẻ tuổi. Theo như cái chú giải nói thì là giống như là một vị sa di. Thì 30 vị này không có để ý, cho nó là một vị mới xuất gia, mới tu, cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là đi đến ý kiến Đức Phật. Nhưng Đức Phật Ngài muốn tạo một cái niềm quan hỷ cho 30 vị này, cho nên Đức Phật Ngài đã đặt câu hỏi và cố tình gợi ý cho 30 vị này chú ý đến cái vị tăng trẻ đó. Và Đức Phật Ngài khen ngợi cái vị tăng trẻ đó là một vị đã là vị lậu tận, vị A-la-hán. Thì dù tuổi trẻ hay là tuổi thâm niên không có quan trọng để mà xứng danh là một vị chân tu hay là một vị thera trưởng lão, mà quan trọng đó là cái việc vị đó thực hành cái giáo pháp thanh lọc nội tâm như thế nào. Thì ở đây Đức Phật Ngài dùng những cái danh từ để mà ám chỉ, ví dụ như là chữ sanh chá nè, sách chá là cái người đó phải có đức tính là chân thật. Và chân thật ở đây á, liên quan đến là thấu rõ bốn cái chân lý về tứ diệu đế. Và cái từ thứ hai Đức Phật Ngài ám chỉ đó là Ahimsa, là cái vị được xem là đáng kính, đáng tôn trọng, một vị trưởng lão Thera, đó là một vị Ahimsa, là vị không có cái tâm bạo động, gây hại, gây hấn đến bất kỳ chúng sanh nào. Là vị có sự tu tập về tứ vô lượng tâm, là từ bi, hỷ và xả một cách thành thạo, thuần thục. Đó là những cái vị mà tuy là tuổi trẻ nhưng mà cũng rất là đáng kính,
được đáng tôn trọng, cũng giống như là một vị thera, một vị trưởng lão. Và cái từ thứ ba là sanyamo namo, vị có sự thu thúc ở trong giới luật hay là trong thu thúc ở trong lục căn khi mà tiếp xúc với ngũ trần, lục trần. Ở ngoài đời thường của chúng ta đó, chúng ta gặp một vị xuất gia là chúng ta đã mến rồi, bởi vì chúng ta có niềm tin ở Tam Bảo. Một vị mang y tướng hảo đẹp thì chúng ta tự nhiên chúng ta đã mến rồi. Mà quý vị hay tưởng tượng có một vị nào mình không biết quý vị đó là pháp tu như thế nào, giống như là quý vị đi hành hương ở những cái xứ quốc giáo, quý vị chưa từng gặp cái vị tăng đó, chưa từng tiếp xúc với cái vị tăng đó, nhưng mà do cái hảo tướng ngoài, cái hảo tướng đây có thể là do là sắc đẹp, nhưng mà cái hảo tướng ở đây cũng có thể là do cái uy nghi, thu thúc về ánh mắt, về cử chỉ, về cái lời nói, về cái hành động. Cái vị đó có cái trạng thái rất là mát mẻ, thì tự nhiên chúng ta gặp những cái vị đó chúng ta có cái sự tôn trọng và chúng ta có cái sự mến mộ. Không phải là khi nào gặp những cái vị lớn tuổi chúng ta mới có cái tâm trạng đó, ngay cả những cái vị trẻ tuổi, nhất là những cái vị sa di. Quý vị gặp những cái vị sa di mà kháo khỉnh, những vị mà có cái tâm hồn rất là còn trong sáng, mà mắt khoác lên mình một chiếc y của Phật giáo, thì tự nhiên chúng ta có cái niềm hân hoan rất là hoan hỷ, và chúng ta muốn bảo hộ và nuôi dưỡng những cái vị đó ăn học cho đến những cái thành tài. Thì đây là những cái điều kiện, những cái tính chất mà Đức Phật này nêu ra để cho thấy một cái vị tuy là xuất gia trẻ tuổi nhưng có được những cái phẩm chất này thì cũng đáng xứng gọi là một cái vị trưởng lão. Trưởng lão ở trong Phật giáo thì quý vị biết là dựa theo cái hạ lạp, những vị nào tu lâu, xuất gia lâu năm thì được tôn lên làm một cái vị trưởng lão, vị lãnh đạo, là những vị hòa thượng. Tuy nhiên ở trong những cái, ngoài những cái quy ước chung đó thì Đức Phật ngài có những cái trường hợp ngài đặt cách những cái vị tuy trẻ tuổi nhưng có cái đạo hạnh, có cái sự tu hành xuất chúng, và nhất là những cái vị thánh A-la-hán thì Đức Phật ngài đặc trách những cái vị này cũng giống như là một vị trưởng lão lâu năm. Ở trong thưa quý vị, là ở trong kinh Tương Ưng á, dạ không, trong kinh Tăng Chi. Quý vị đợi cho tí xíu. Ở trong kinh Tăng Chi, dạ, ở trong kinh Tăng Chi, Tăng Chi bộ kinh bộ quyển 1 chương 2 phẩm tâm thân bằng phần đất á, thì có nêu lên một cái giai thoại giữa ngài Mahakacchayana và một bà la môn, cũng liên quan đến cái việc mà vị xuất gia lớn tuổi và vị xuất gia trẻ tuổi. Một thời tôn giả Mahakacchayana trú tại Mathura, tại rừng Guntha, thì có một bà la môn tên là Kandarajana đi đến tôn giả Mahakacchayana Kacchana. Sau khi đến nói lên với tôn giả Mahakacchayana những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những tôn giả Kacchana những lời đón hỏi thăm, thân hữu rồi ngồi xuống một bên.
Sau khi ngồi xuống một bên Tung Bà La Môn, Gandharajanat thưa với Tôn giả Mahakacchana như sau. Thì hôm nay Tịnh Đạt cũng xin phần nhiều là sẽ kể cho quý vị những cái mẫu chuyện liên quan đến những cái vị tăng ở trong Phật giáo lớn tuổi, trẻ tuổi. Dạ, thì Bà La Môn đó nói với Tôn giả Mahakacchana như sau. Tôi có nghe như sau, thưa Tôn giả Kacchana, Sa môn Kacchana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc Bà La Môn và cả trưởng lão. Các bậc trưởng thượng đã đi qua quá nửa cuộc đời, đã đạt mức cuối tuổi đời. Thưa Tôn giả Kacchana, có phải sự tình là như vậy không? Nếu Tôn giả Kacchana không kính lễ, không đứng dậy, không lấy ghế mời ngồi các bậc Bà La Môn và cả trưởng lão, các bậc trưởng thượng đã đi qua quá nửa cuộc đời, đã đạt cuối mức tuổi đời, sự tình như vậy, thưa Tôn giả Kacchana, là không được tốt đẹp. À, đó là cái nhận định của ông Bà La Môn khi mà ông nghe phong phanh là ông vị sư Kacchana này có một cái thái độ gần như là không có tôn trọng những cái vị cao niên, những cái người lớn tuổi. Thì ông đến, ông hỏi có đúng như sự thật như vậy không? Và ông có cái lời bình lên là nếu mà như vậy thì không có nên. Thì Tôn giả Kacchana mới cũng trả lời. Này Bà La Môn, có Thế Tôn bậc Tri giả, bậc kiến giả, bậc A La Hán chánh đẳng giác đã tuyên bố về địa vị của tuổi trưởng lão và về địa vị của tuổi trẻ. Vị trưởng lão này Bà La Môn, 80 tuổi hay 90 tuổi hay cho vào 100 tuổi đời, nếu vị ấy thọ hưởng các dục vọng, sống giữa các dục vọng, bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, cố gắng tìm cầu các dục vọng, người như vậy được gọi là kẻ ngu, không phải là bậc trưởng lão. Dầu cho này Bà La Môn, một người còn trẻ, một thanh niên trẻ trung với tóc đen nhánh đầy đủ tuổi trẻ, hiền thiện trong thời sơ khởi của tuổi đời, mà người ấy không hưởng thọ các dục vọng, không sống giữa các dục vọng, không bị đốt cháy bởi lửa nhiệt não của dục vọng, không bị nhai nghiến bởi các tầm tư dục vọng, không có cố gắng tầm cầu dục vọng, người như vậy được gọi là bậc có trí, bậc trưởng lão. Khi được nghe nói vậy, Bà La Môn Kandak Rajanat từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu đảnh lễ chân dưới chân các vị tỷ kheo còn tuổi trẻ và nói rằng: trưởng lão là Sư Tôn giả đã đứng trên địa vị trưởng lão, tuổi trẻ là chúng con đã đứng trên địa vị tuổi trẻ. Thật ví dụ thay Tôn giả Kacchana, mong Tôn giả Kacchana chấp nhận con làm cư sĩ từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. Thì cái đoạn kinh ngắn trong tương ưng trong tăng chi này á, thưa quý vị, nói lên một cái cuộc nói chuyện của Tôn giả Kacchana và Bà La Môn tên là Gandharajana. Thì chúng ta cũng không quan trọng cái tên đâu, nhưng mà cái cuộc nói chuyện này nói lên điều gì? Ông Bà La Môn ổng đến, ổng xác minh và ổng có cái lời hơi trách móc Tôn giả Kacchana bởi vì không có cái sự lễ phép đến đối với người lớn tuổi. Nhưng mà ngài Kacchana thì đã dẫn chứng cái lời nói của Đức Phật. Cái việc lớn tuổi hay là nhỏ tuổi nó chưa phải là vấn đề để mà đáng tôn kính, mà cái vấn đề ở đây đó là cái người nào có cái tâm thiểu dục nhiều hơn, có cái tâm tham dục ít hơn,
thì người đó đáng được tôn trọng, đáng được kính lễ, đáng được ưu tiên những cái gì quý báu, đáng được mời ngồi, đáng được cung kính. Còn những cái vị mà tuy là lâu năm, tuy là lớn tuổi, nhưng mà có cái hành động, có cái cử chỉ hay là có cái tâm không có được chín chắn, thì những cái vị đó thực sự ra cũng không có đáng để mà làm gương cho tuổi trẻ, hoặc là không có đáng để mà có cái sự niềm nở tiếp rước. Ở nhân gian Việt Nam chúng ta thì là kính lạc thọ, nhưng mà cũng tùy trường hợp thưa quý vị. Báo chí hiện nay thì có những cái tin rất là cảm thấy là rất là không có vui. Có những người lớn tuổi 70, 80 mà có những cái hành động sai quấy và phải đối diện lại pháp luật, thì thật sự ra đó là một cái chuyện đạo đức con người càng ngày càng đi xuống. Và nói theo cái tâm lý thường của một con người đó, thì cái tuổi trẻ mà chúng ta không có hiểu biết đó, chúng ta không có cái đầu tư đó, thì cái tuổi già thường sẽ sanh tật, sanh hư. Cho nên khi mà những vị nào đã đi qua cái tuổi trẻ rồi, hoặc là đang ở trong thời gian tuổi trẻ, thì chúng ta cũng cần phải có cái sự đóng mức để khi tuổi già, thứ nhất là không có sự cô đơn, thứ hai là chúng ta không có bị sanh tật, và ở trong cái lời đàm thoại giữa hai cái vị này thì có nhắc đến là cái tham ái, cái dục ái. Và chính cái dục ái nó làm cho cái người lớn tuổi có cái sự tham đắm đó thì càng xấu hổ hơn nữa. Và trong cái kinh trong cái kinh Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nói về những cái vấn đề liên quan đến cái vị trưởng lão lớn tuổi và cái vị tăng trẻ tuổi. Thật sự cái vấn đề này quý vị ở ngoài xã hội cũng đã thấy đã nhiều. Thí dụ như là một người quản lý, chúng ta không thể nào đánh giá cái người quản lý đó và giao công việc quan trọng cho người quản lý đó qua cái tuổi tác được. Đương nhiên thì những người có tuổi tác cao á, sẽ phần trăm là người đó sẽ có kinh nghiệm nhiều, nhưng mà chúng ta không thể lấy cái mực thước tuổi tác để mà giao công việc. Công việc càng khó giao tuổi càng lớn thì không phải như vậy, mà phải đánh giá trên cái năng lực, hiểu biết và xử lý công việc. Nếu mà dựa trên cái năng lực mà xử lý công việc thì tùy theo cái khả năng, không đánh giá dựa trên tuổi tác. Đôi khi những cái vị người ta cũng mới ra trường, hoặc là đôi khi còn trên ghế nhà trường, nhưng mà có những cái phát minh, những cái năng lực rất là tốt, có thể xử lý công việc được, thì dù là chức vị trưởng phòng hay là những cái công việc khó khăn, thì những cái vị này vẫn đảm đương được. Thì ở trong Phật giáo thì cũng như vậy thôi. Chúng ta không có đánh giá cái người đó tu hành qua cái năm tháng, qua cái thâm niên, mà thật sự ra phải đánh giá là cái khả năng, cái năng lực tu hành của vị đó như thế nào khi mà đối diện với lại phiền não, đối diện với lại những cái khó khăn ở trong cái cuộc sống đời tu. Chứ mà tu thâm niên, xuất gia hành đạo nhưng mà được cái sự phục vụ hộ độ của chư vị cư sĩ và cứ sống như là một cái vị không có làm một cái công việc gì để cho phát triển cái thân tâm, để trao dồi thanh lọc thân tâm,
thì cái việc xuất gia hay là cái việc thâm niên nó cũng không có mang ý nghĩa quá là lớn. Tuy nhiên thì nó vẫn hơn là những cái vị không có được cái tâm lý hay là cái hình thức xuất gia. Nhưng mà đối với cái việc mà để xác nhận đó là một vị trưởng lão hay là một vị đáng kính, đáng tôn trọng, đáng tiếp rước hay đáng là bậc thầy, đáng là nơi nương tựa thì chúng ta không thể nào chúng ta dựa theo cái tuổi tác được. Một số trường hợp mà quý vị sẽ thấy Tình Đạt sẽ trình bày đến quý vị, có một số cái trường hợp, những cái mẫu chuyện mà chúng ta sẽ thấy là có những cái vị trẻ tuổi và có cái năng lực rất là cao lớn. Trước khi trình bày những cái mẫu chuyện đó thì Tình Đạt xin dẫn chứng một cái bài kinh ở trong tương ưng một, có tương ưng một khi về để cho một chút. Dạ, tương ưng một nói về bốn cái tuổi trẻ mà không nên khinh thường. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú tại Savatthi, tại chùa Chetavana, vườn của ông Anathapindika. Đức vua Pasenadi nước Kosala đi đến viếng thăm Đức Phật. Ngồi xuống một bên thì vua Pasenadi bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có tự cho mình là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không? Đức Phật này trả lời: thưa đại vương, nếu có ai có thể nói một cách chân chánh là mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác, thời người ấy phải chính là ta. Thưa đại vương, ta đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thưa tôn giả Gotama, có những vị sa môn bà la môn là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng. Nhưng là những cái vị nổi tiếng thời bây giờ, Buranakasapa, Makkali, Nigantha, vân vân. Khi con hỏi các vị ấy có sự tự xem mình là chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác hay không, thời các vị ấy trả lời không tự xem mình đã chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy làm sao tôn giả Gotama còn trẻ tuổi, sanh sao đẻ muộn và chỉ mới xuất gia lại tự cho mình là như vậy? Thì thưa quý vị, lúc này Đức Phật ngài mới giảng cho Đức Vua nghe. Thưa đại vương, có bốn loại trẻ tuổi không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thế nào là bốn? Thưa đại vương, Khatiya trẻ tuổi, tức là một vị hoàng tử trẻ đó thưa quý vị, không nên khinh thường hay nên không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, con rắn trẻ hay là con rắn con đó, không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng còn nhỏ. Thưa đại vương, ngọn lửa nhỏ, không nên khinh thường hay không nên miệt thị vì chúng là một ngọn lửa nhỏ. Thưa đại vương, tỷ kheo hay là vị xuất gia tuổi trẻ, không nên khinh thường hay cũng không nên miệt thị vì họ là trẻ. Thưa đại vương, có bốn loại trẻ tuổi này, không nên khinh thường cũng không nên miệt thị vì chúng là còn trẻ tuổi. Nói xong thì Đức Phật này đã ngâm lên cái bài kệ để tóm tắt lại cái ý mà Đức Phật này muốn nói đến với Đức vua Pasenadi. Thì nghe xong cái thời pháp này thì Đức vua Pasenadi rất là hoan hỷ, rất là hoan hỷ. Thì qua cái bài bài kinh đoạn kinh ngắn này, thưa quý vị, thì cũng đã nói lên một phần trong cái câu kệ ngôn Pháp Cú số 261 này, đó là không nên khinh thường một vị xuất gia trẻ tuổi, giống như là 30 vị tỳ khưu ở từ rừng về đã nói với Đức Phật là chỉ gặp một vị sa di trẻ tuổi, nhưng mà Đức Phật ngài đã bảo là vị đó không phải là một vị sa di bình thường hay là một vị trẻ tuổi bình thường, mà là một vị thera, một vị trưởng lão.
Bởi vì vị này có đầy đủ những cái đức tính của một vị giải thoát, có đầy đủ đức tính là thấu hiểu tứ diệu đế, đầy đủ đức tính là từ bi hỷ xả và không có nao hại đến ai, từ đầy đủ đức tính là tự thu thúc ở trong giới luật và trong luật vân vân. Đó là cái ý nghĩa ở trong cái bài kinh. Không nên khinh thường tuổi trẻ, những cái vật nhỏ. Mà thực sự ra thì cái điều này Đức Phật Ngài chỉ nhắc lại thôi. Ngay cả chúng ta bây giờ đó, cái gì nhỏ, cái gì nhỏ hay là cái gì trẻ đó thì nó quá hết sức là quan trọng và có những cái giá trị hết sức là đặc biệt. Nói về con người hay là những cái học sinh đó, tuổi trẻ thì chúng ta đã nói quá nhiều rồi. Thì tuổi trẻ cần phải có sự quan tâm đúng mức về tâm sinh lý, về học vấn để có cái điều kiện phát triển. Và cái tuổi trẻ đó ở trong nhóm học sinh đó thì chúng ta cũng không biết lớn lên trở thành cái gì. Chúng ta khinh thường, chúng ta xem là những đứa bé khờ dại không biết gì. Nhưng mà thưa quý vị, thời gian trôi nhanh lắm. Nếu như chúng ta đầu tư đúng mức và tạo điều kiện hợp lý để cho những đứa trẻ nó phát triển thì có thể những đứa trẻ đó là những cái vị phát triển đất nước, hay là những đứa trẻ đó là những cái người mà có thể ảnh hưởng đến quần chúng một cách mạnh mẽ, và cũng có thể những cái vị đứa trẻ đó là những cái vị chân tu. Quý vị nhiều khi coi lại những cái album cũ á, ở những cái thời xa xưa đó, khoảng 20-30 năm về trước á, quý vị Tình Đạt có thấy những cái trường hợp giống những cái trường hợp là vị Sa Di chụp hình chung với lại các chư tăng, và cái vị Sa Di đó cũng không biết rằng chính mình ở trong tấm hình đó sẽ trở thành cái vị trụ trì ngay hiện tại của ngay ngôi chùa đó. Không thể nói trước được điều gì hết. Và liên quan tới cái việc mà cái vị trẻ tuổi cũng không nên coi thường, hay là những cái vị trẻ tuổi được xem là những cái bậc chân tu, bậc trưởng lão đáng được tôn kính tôn trọng á, thì Tịnh Đạt xin kể với vị nghe về những cái vị trẻ tuổi nhất và có cái thành, có hạnh tu xuất chúng ở trong Phật giáo. Có cái hạnh tu xuất chúng đó là cái vị Sa Di Sumana. Vị Sa Di Sumana ở chúng ta sẽ được học ở câu pháp cú số 382. Cái vị Sa Di Sumana này có một cái công hạnh, có một cái khả năng rất rất đặc biệt. Cái vị Sa Di Sumana này đệ tử của ngài Analuk, thì ở đây có thể là ngài Anuruddha. Khi mà ngài vị thầy của mình bị đau đau khó tiêu đó, bụng bị khó chịu đó, thì vị thầy này muốn uống cái nước trên cái hồ Anuma, mà cái hồ đó là cái hiểm trở, đường đi rất là khó ở trên dãy Himalaya. Thì cái vị Sa Di 7 tuổi Sumana này là vị A La Hán có đầy đủ cái thần thông, thì cái vị này đã đi đến cái hồ đó và đã đấu bằng cách đấu trí và đấu lực với cái con rồng, một cái con long vương bảo vệ cái rồng hồ Anuma đó, và đã lấy được nước về cho thầy mình uống để khỏi bệnh. Và cái sự kiện này nó chưa có chấn động khi mà hai thầy trò đi về ý kiến Đức Phật. Khi mà hai thầy trò đi về ý kiến Đức Phật thì có những cái vị chùa đến chào hỏi đại đức Analuk, nhưng mà thấy cái vị Sa Di 7 tuổi rất dễ thương
Tháo khỉnh mà là một vị có cái uy nghi của một vị vô lậu mà, nhưng mà vì những vị phàm tăng này không có biết, thấy một vị sa di rất là kháo khỉnh dễ thương thì có cái hành động nựng và những cái câu hỏi tu nhỏ tuổi gì học sợ cực sao chẳng hạn, tu có nhớ nhà hay không chẳng hạn, thì Đức Phật ngài thấy mấy vị phàm tăng này nguy hiểm quá, giống như là gờ vào những cái con rắn độc như vậy đó, rất là nguy hiểm đến tính mạng. Thì Đức Phật ngài muốn nêu gương biểu dương vị sa di Sumana này bằng cách là Đức Phật ngài muốn uống nước ở hồ Anoma, giống như là cái vị Analogia. Thì lúc đó những cái vị khác không có dám nhận cái trách nhiệm đó. Cuối cùng đến cái vị sa di Sumana 7 tuổi này, những cái vị khác không dám nhận á. Thứ nhất có hai trường hợp là biết là Đức Phật ngài muốn tán dương sa di Sumana 7 tuổi, và những cái vị mà phàm tăng á, thì không có đủ khả năng, cho nên cuối cùng sa di Sumana đã đi đến hồ Anuma lấy một lần nữa, mang nước về dâng lên Đức Phật. Trước cái sự chứng kiến đáng kinh ngạc của những cái vị phàm tăng đó, và từ cái sự kiện này Đức Phật ngài đã tuyên dương Sa Di Sumana tuy là 7 tuổi nhưng đáng được gọi là một vị trưởng lão Thera. Đây cũng là một cái trường hợp mà Đức Phật ngài đã đặc trách tuyên dương những cái vị xuất gia trẻ tuổi nhưng có công hạnh tu hành rất là xuất sắc, và là những cái vị vô lậu không còn phiền não. Thì thưa quý vị, thì câu pháp cú, nhóm câu pháp cú 260 và 261 này nói lên một cái vấn đề, đó là chúng ta không nên đánh giá một người hay là một cái vị tăng xuất gia bởi cái bề ngoài hay là bởi cái thâm niên, mà cần phải đánh giá hay là cần phải tôn trọng kính lễ những cái vị đó bằng cái pháp tu, bằng cái hạnh tu của người đó. Chúng ta không nên quá là tân bốc hay là kính trọng những cái vị thâm niên, và chúng ta khinh thường hay là chúng ta không để ý đến những cái vị trẻ mới xuất gia, mới tu tập. Và đó cũng là một cái cách mà chúng ta biết cách hộ độ, hộ trì Phật pháp, chính vì những cái vị tăng trẻ này sẽ là những cái vị rường cột, những cái vị có thể thành đạt trong cái pháp học và pháp hành, có thể giúp được những cái trong giáo pháp được cường thịnh và mang đến những cái lợi lạc cho tất cả những cái sanh, những cái người mà gặp những cái vị này. Thì đó là những cái gì mà Tịnh Đạt xin muốn chia sẻ với cái diễn đàn Pháp Cú Kinh trong cái buổi tối hôm nay, qua hai cái câu kệ ngôn nhóm Pháp Cú 260 và 261. Và giờ đây cũng đã hết thời gian, thì xin kính chúc chư tăng và kính chúc cho toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn được sự an lạc ở trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính mời vị MC trở lại với diễn đàn của chúng ta. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt. Tịnh Đạt đã giảng bài học số 261 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sở lý. Dạ, chúng con kính tri ân Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Thường Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng mít đến Sư. Vatu sapa mangalang rakan tu sapa de vata sapa buddha na va we na sada sati kawan tu te vatu sapa mangalang rakan tu sapa de vata sapa dhamma na va we na sada sati kawan tu te vatu sapa mangalang rakan tu sapa de vata sapa sangha na va we na sada sati kawan tu te. Tất cả phương pháp hành có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo pháp, do nhà quay đức của chư tăng các sự thánh lợi thường thường đến người.
Cầu xin do quả của tâm tinh thành tâm bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.